Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa Hậu Thùy Tiên và ban tổ chức Miss Grand International tuy chưa được giải quyết triệt để, nhưng dường như cũng không còn gây ồn ào khi mỗi bên đều bận rộn với công việc riêng của mình. Netizen cũng không còn quan tâm đến việc bao giờ thì ông Nawaz hay bà Teresa mới theo dõi lại Thùy Tiên trên mạng xã hội. Đây là chuyện cũ, chủ tịch cuộc thi hủy theo dõi Miss Grand International 2021 sau khi cô gỡ bỏ danh hiệu này trên trang cá nhân của mình, khiến cho ông Nawaz tức giận. Còn sau đó, đến khi Thùy Tiên vắng mặt trong một số hoạt động ban đầu của cuộc thi Miss Grand International 2023, thì bà Teresa cũng nghỉ chơi với cô trên mạng xã hội. Mới đây, mọi người bất ngờ khi thấy bà Teresa và Thùy Tiên cùng đăng bức ảnh hai người chụp chung. Phó chủ tịch Miss Grand International còn úp mở rằng sau Tết thì Thùy Tiên sẽ trở thành cổ đông của cuộc thi này. Tiết lộ của bà Teresa khiến netizen rất vui mừng, cho rằng Thùy Tiên đã mua cổ phần trong công ty sở hữu Miss Grand International, nghĩa là từ nay nàng hậu sẽ có vai trò quan trọng với cuộc thi, đã làm thay đổi sự nghiệp của cô. Đáng chú ý hơn nữa, bà Teresa còn nhấn nút theo dõi tài khoản IG của Thùy Tiên trở lại, như muốn nói quan hệ của hai người đã thân thiết như xưa. Nhưng ngày hôm sau, phó chủ tịch Miss Grand International lại hủy theo dõi Thùy Tiên, khiến cộng đồng mạng hoang mang, không hiểu vì sao bà Teresa lại lật bạn nhanh đến thế. Tuy nhiên, cả Thùy Tiên lẫn bà Teresa đều không nói gì thêm về pha theo dõi rồi hủy này, nên netizen chỉ biết đoán ra đoán non rằng có thể hai bên lại nảy sinh hiểu lầm nào chăng, hay đây chỉ là động thái để dân mạng quan tâm đến cuộc thi Miss Grand International hơn. Dù sao, mọi người cũng hy vọng Thùy Tiên quả thực sắp là cổ đông của Miss Grand International và quan hệ với ban chủ tịch cuộc thi sẽ tốt đẹp như xưa. Có thể nói, nếu thông tin trên là chính xác thì đây được xem là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chân dài sinh năm 1998 này. Dù còn khá trẻ nhưng sự nghiệp của hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến nhiều người đẹp phải ngưỡng mộ. Nàng hậu này từng tham gia rất nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ khác nhau và gặt hái được những thành tích nhất định. Theo đó, Thùy Tiên từng tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ vào năm 2017 và đoạt ngôi vị Á Khôi 1. Đến năm 2018, cô tiếp tục tỏa sáng với top 5 hậu Việt Nam 2018 và đạt danh hiệu Người đẹp nhân ái. Cùng năm đó, người đẹp 9X đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi hậu quốc tế được tổ chức tại Nhật Bản. Tuy không đạt được thứ hạng cao, nhưng lần mang chuông đi đánh xứ người này cũng là cơ hội để Thùy Tiên trau dồi thêm nhiều kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Tại đấu trường Miss Grand International 2021, người đẹp 9X từng cho biết mình đang điều hành một đơn vị phân phối nước hoa Pháp tại Việt Nam. Sau khi trở về từ Thái Lan và nhận được sự ủng hộ từ khán giả, Thùy Tiên tiếp tục đẩy mạnh phát triển việc kinh doanh của mình và gặt hái được những thành công nhất định với lĩnh vực này. Có thể nói, ở tuổi 26, Thùy Tiên là một trong những nàng hậu kiếm tiền khủng nhất sau đăng quang. Chưa nói đến công việc kinh doanh, việc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 và trở thành nàng hậu có nhiệm kỳ rực rỡ nhất lịch sử của thi này cũng đã giúp cô thu về tiền khủng. Ông Nawaz, chủ tịch của Miss Grand International đã khoe rằng chỉ 3 tháng sau khi nhận vương miện, Thùy Tiên kiếm được khoảng 100 triệu baht, tương đương 70 tỷ đồng. Con số này được dự đoán là sẽ còn tăng lên vì độ nhận diện và độ hot của nàng hậu này chưa bao giờ giảm. Thậm chí vào cuối năm 2023, trên một diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện bài đăng cho biết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 đang sở hữu số tiền hơn 10 triệu USD, tương đương khoảng 242 tỷ đồng từ khi đăng quang đến thời điểm đó. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được người đẹp 9X lên tiếng phủ nhận. Dù chưa bao giờ chính thức lên tiếng tiết lộ về thu nhập của mình, song với tần số xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí trong nước lẫn quốc tế, trình diễn mòn gót giày tại các show thời trang và nắm giữ trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo, chắc chắn số tiền mà Hoa hậu Hòa bình quốc tế Thùy Tiên kiếm được sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.